Nghệ thuật múa truyền thống Khmer Nam Bộ là một loại hình nghệ thuật đặc trưng, là sản phẩm trí tuệ sáng tạo độc đáo trong văn hóa Khmer Nam Bộ. Nó có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực sinh hoạt văn hóa cộng đồng, là di sản văn hóa quý báu của người Khmer Nam Bộ, cũng như góp vào vườn hoa nghệ thuật muôn hương ngàn sắc của các dân tộc Việt Nam. Nghệ thuật múa Khmer Nam Bộ ra đời từ rất sớm và có nhiều hình thái. Nếu như múa cung đình mang tính trang trọng, cổ kính bao nhiêu, thì múa dân gian lại thoải mái, lạc quan và hóm hỉnh bấy nhiêu. Có thể nói, qua bao thăng trầm biến cố của thời cuộc, nhưng đến nay, nghệ thuật Khmer nói chung, nghệ thuật múa Khmer nói riêng, vẫn còn nét thăng hoa và vẫn len lỏi vào nếp sống sinh hoạt của đông đảo cộng đồng người Khmer Nam Bộ. Cũng từ đây đã giúp nối dài sợi chỉ đỏ truyền thống của dân tộc Việt thêm dày, thêm son. Và để có được thành quả trên là cả quá trình dày công gìn giữ và phát huy của những người con, những người nghệ sĩ, nghệ nhân trong đồng bào dân tộc. Tiêu biểu có nghệ sĩ Thạch Siphon. Sinh ra và lớn lên trên quê hương Trà Vinh, nhưng nghệ sĩ Thạch Siphon lại bắt đầu khởi nghiệp, dấn thân cống hiến và thành danh trong các lĩnh vực nghệ thuật ca, múa, nhạc, sân khấu truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ ở xứ Bạc Liêu, hiện nay là quê hương thứ hai của ông. Đam mê lĩnh vực nghệ thuật dân tộc Khmer thì năm 1965 tôi đã đam mê trong những nghệ thuật này rồi. Thể chỗ nào có đờn ca, chỗ nào có hát múa, chỗ nào có gì là vẫn đến đó. Đến đó xem, xin, học hỏi, xin cho đến khi giải phóng, đến khi đất nước giải phóng. Đấy, khi đất nước giải phóng thì về quê xong rồi tiếp tục tham gia cái công tác đoàn văn công giải phóng của huyện Cầu Ngang. Cho đến năm 1979, tháng 1 năm 1979, thì tôi đã được mời về công tác tại đoàn nghệ thuật Samaki, tỉnh Vinh Hải, nay là Cà Mau Bạc Liêu. Đó là những cái ngày tham gia trong cái lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Từ khi bước vào môi trường chuyên nghiệp, được sự yêu mến, động viên của anh chị em trong đoàn nghệ thuật Khmer Samaki, nay là đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu, cùng niềm đam mê cháy bỏng của bản thân, ông bắt đầu ý thức, chú tâm vào nghiên cứu, học tập và trau dồi nghệ thuật truyền thống, nhất là nghệ thuật múa và ca kịch dù kê. Sau khi lĩnh hội được kiến thức nền tảng từ các bậc thầy, trường lớp chuyên nghiệp, nghệ sĩ Thạch Siphon càng say sưa lao động hơn, tìm tòi tự tin, có nhiều sáng tạo trong nghệ thuật múa kịch. Từ đó, ông đã sớm tạo nên tên tuổi, trở thành chuyên gia về lĩnh vực này. Có thể nói, trong giới văn nghệ sĩ, nhất là trong cộng đồng dân tộc Khmer tỉnh Bạc Liêu, cũng như cộng đồng dân tộc Khmer khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khi nhắc về nghệ sĩ Thạch Siphon, thì ai cũng quý mến và nể phục tài năng của ông. Nói chung thì trong tỉnh Bạc Liêu có 22 chùa Khmer, Nam Tông Khmer. Thì Phật tử cũng như là chư Tăng các chùa đều là hoan nghênh về mặt cái nghệ thuật. Ông Siphon nó dẫn rồi dạy rồi về ca múa, về hát này kia rồi soạn cái tiêu đề. Một số cái tiêu đề để mà đi phục vụ cho các chùa trong cái mùa Chô Sam Tho Mây. Không phải riêng về Bạc Liêu, Cà Mau, hồi thời Minh Hải, anh Siphon thì cũng là một cái nhân tài nghệ thuật về ca múa. Hành trình làm nên tên tuổi của nghệ sĩ Thạch Siphon không chỉ xuất phát bởi đam mê thuần túy của cá nhân, mà đó là sự nặng lòng, mong muốn gìn giữ và phát huy nhiều hơn nghệ thuật, bản sắc văn hóa nói chung, nghệ thuật múa Khmer của đồng bào dân tộc mình. Để rồi từ đó, ông cố tâm chắc chiêu từng khoảnh khắc, từng giờ, vượt qua bao khó khăn
để làm sao dung bồi cho vườn hoa nghệ thuật Khmer Nam Bộ, cũng như góp nhặt những mảnh ghép tinh hoa vào sợi chỉ đỏ văn hóa thiêng liêng của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Trước khi mà đoàn chia tách tỉnh từ Cà Mau về Bạc Liêu, đoàn rất là khó khăn. Chỉ còn lại 6 người thôi. Luôn tôi là được 6 người. Nhưng trong cái khó khăn đó, cái khó nó lót ép hôn. Thì tìm mọi cách là khắc phục như thế nào. Anh em biểu diễn, cứ như là bất cứ chỗ nào mời là đi, chỗ nào mời đi. Dù cho có 5-6 người cũng vẫn đi. Nhưng cái khó khăn đó bây giờ không thể nào nói hết được cái khó khăn đó. Mà chỉ để quyết tâm, người quyết tâm làm, để quyết tâm để tìm đi cho đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật dân tộc cho đến nay. Đấy là cái vui mừng. Với nghệ sĩ Thạch Siphon, được san sẻ, được truyền đạt lại kiến thức, những hiểu biết của mình về nghệ thuật truyền thống Khmer, từ múa cung đình đến các điệu dân vũ và các kịch sân khấu dù kê cho một ai, cho thế hệ đàn em cháu, thì đó là niềm vui, niềm tự hào trong ông. Có lẽ với tính cách chan hòa, với tinh thần trách nhiệm cao trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc như thế, mà nghệ sĩ Thạch Siphon luôn được sự tín nhiệm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, sở ngành tỉnh, cũng như anh em trong đoàn. Và hơn 20 năm giữ cương vị người đầu tàu của Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Khmer Bạc Liêu, đó là minh chứng rõ nét về tình cảm vẹn nguyên của ông dành cho đoàn nghệ thuật, dành cho văn hóa nghệ thuật Khmer, cũng như tình cảm của mọi người dành cho ông. Qua quá trình từ xưa tới giờ, hiện tại hồi xưa tới giờ là thầy là nguyên đội trưởng đội thông tin văn nghệ Khmer, hiện tại là đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer. Trong quá trình từ tôi vừa mới vô cũng là một tay thầy. Một tay thầy là người dìu dắt, tại lý do là thầy là người biên đạo và người đạo diễn nữa. Trong khi đó là thầy tâm đắc được tất cả các anh chị em, những người làm văn nghệ sĩ là thầy đã hỗ trợ tất cả các anh em. Trong đó là có tôi, thầy là một người nghệ sĩ rất là nhiệt tình đối với tất cả những anh em trong đơn vị. Với 40 năm tham gia hoạt động trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ và hơn 20 năm dìu dắt các thế hệ đàn em cháu trong việc tuyên truyền, gìn giữ nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer, ông đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng hầu hết mọi người. Ông không chỉ lo ăn, lo mặc, lo cho đời sống của mọi người, mà hơn hết, ông còn là tấm gương về sự cần mẫn, kiên trì rèn luyện để nâng cao trình độ, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao ý thức tập thể, phát triển chuyên môn cho tất cả anh em trong đoàn, dù đó là điều nhỏ nhặt nhất. Cái điều của chú á, thứ nhất á, cái nề nếp từ miếng ăn giấc ngủ, không khác gì tu trong chùa. Có giờ giấc đàng hoàng, có giờ nào lên luyện thanh, giờ nào luyện ngón. Cái điều này tôi sẽ là mang theo suốt đời, tôi ghi nhớ là chú nghệ sĩ Thạch Siphon đã chỉ cho tôi. Cái nữa là cái điều luyện có sóc, có công mài sắt, có ngày nên kim, là cái câu này cũng từ là cũng nghệ sĩ, là ví dụ mình hát muốn có một cái chất giọng tốt, chất giọng đẹp, đương nhiên là phải luyện thanh, phải luyện giờ nào cho nó đúng đàng hoàng. Cái ngón cũng vậy, cái ngón đờn muốn có cái ngón giỏi mình phải tìm như thế nào, chú đã chỉ rõ ràng, phải cái ngón chạy từ đâu xuống đâu, từ đâu lên đâu, từ đâu xuống đâu, rồi bắt đầu cái ngón mình chạy tốt rồi, chạy đương nhiên là chạy, bắt đầu là mình lên sân khấu, mình trưởng thành rồi. Đó là cái chỗ thích cho nghệ sĩ Thạch Siphon, là ngay cái chỗ đó. Hay là chú nghe được cái tiếng nhạc này là không hài lòng, nói đội mai đổi cho chú cái đoạn nhạc khác, cái đoạn nhạc này nó không dựng được, nó không đi theo cái tác phẩm đó. Dạ, thầy là người rất là nhiệt tình trong dạy tụi em, thầy dạy tỉ mỉ từng động tác. Những lúc tụi em tập sai động tác thì nhẹ nhàng chỉ bảo lại. Thầy một người hiền, rất là quan tâm tụi em. Tụi em rất là mến thầy. Nhờ thầy Siphon với chị thầy đi chỉ dẫn em nên bây giờ em rất biết rất là nhiều điệu múa. Nhờ tay và chân với eo của em nó dẻo hơn trước rất là nhiều. Và em được tập được rất là nhiều bài truyền thống của người dân tộc.
Từ sự chăm bẩm dung dáng không ngơi nghỉ của mình, mà đến nay nghệ sĩ Thạch Siphon đã đào tạo ra hàng chục thế hệ em cháu đồng nghiệp có chuyên môn giỏi. Nhiều người đã thành danh, trở thành biên đạo, đạo diễn cho nhiều chương trình lớn nhỏ ở địa phương. Và cũng từ đây đã giúp ngọn lửa nghề trong các anh chị em nghệ sĩ trong đoàn, cũng như tinh thần, ý thức gìn giữ nghệ thuật trong đồng bào dân tộc Khmer được hâm nóng và cháy bỏng liên tục. Cũng nhờ thầy rất là nhiều. Trong khi đó hiện tại tôi bây giờ cũng viết được kịch bản và biên đạo được múa và viết được kịch múa. Trong khi đó là cái tinh thần này, cái cuộc này tôi rất là cảm ơn thầy đã dìu dắt cho tôi từ xưa đến nay. Và tôi xin hứa sẽ cố gắng phát huy là mãi mãi và trường tồn để bảo vệ cái nền văn hóa dân tộc của mình. Dạ, em rất là tự hào và rất là thích múa, thích mấy điệu múa của người dân tộc mình, nên em sẽ cố gắng duy trì cái truyền thống này. Ở đây mình cũng đang suy nghĩ, mình cũng là cố gắng làm sao gìn giữ được cái bản sắc dân tộc của đoàn nghệ thuật tông hộp Khmer Bạc Liêu. Năm nay nghệ sĩ Thạch Siphon đã bước qua ngưỡng thất tuần, nhưng ông nào chịu ngơi nghỉ, mà cứ hễ ở đâu cần, ở đâu còn yêu quý nghệ thuật, yêu quý bản sắc của đồng bào Khmer thì ông đều sẵn lòng tham gia. Với ông, cứ hễ làm điều gì để giữ lại và phát huy nhiều hơn truyền thống của dân tộc mình thì ông cứ dấn thân, cứ nhẹ nhàng và đắm say như cái thời thanh xuân trai trẻ. Tôi rất là tự hào khi mình làm sống lại, là tự hào với tư cách là mình là con em người dân tộc Khmer, mà mình đã làm cho cái đoàn đã phát triển mạnh lên, rất là tự hào. Được sự quan tâm của đảng, nhà nước, tỉnh ủy, ủy ban và được sự quan tâm của ban dân tộc của các nơi thì mình thấy mình có tự hào. Khi cái tự hào đó nó được rồi thì mình phấn đấu, mình làm, cứ làm mãi, làm không nghĩ là hôm nay tôi đã già chưa. Nó làm như thế, làm khi nào nghệ thuật mình không còn làm được nữa thôi, rất là tự hào cái đó. Đối với nghệ sĩ Thạch Siphon, nghệ thuật múa nói riêng và nghệ thuật Khmer nói chung như là máu thịt của ông. Ông luôn muốn gìn giữ và luôn muốn phát huy mạnh mẽ. Thế nhưng bằng cả tấm chân tình cùng tình yêu mãnh liệt đối với nghệ thuật múa của dân tộc, ông còn những điều trăn trở, băn khoăn. Bởi trước sự hòa nhập, sự giao lưu văn hóa, ít nhiều có sự pha lẫn với các nếp văn hóa khác. Từ đó đã phần nào ảnh hưởng đến nếp văn hóa truyền thống, đến bản sắc riêng có của dân tộc Khmer Nam Bộ. Hãy mà thấy chương trình nào biên đạo, đạo diễn nghệ sĩ Thạch Siphon, tôi quyết tôi giữ không cho bị lai căng của người dân tộc Khmer. Mà nếu mà dân tộc có thời hiện đại thì hiện đại đâu, dân tộc đây cho nó rõ ràng cái chỗ đó để nó phù hợp. Tôi cũng đồng ý cho nó dân tộc có đội, nhưng mà kết hợp chỗ nào? Chỗ nào hiện đại, chỗ nào dân tộc, cho nó ra. Nhưng tôi nói đang múa đây cái chụp ôm xé giọ nhỏ giác lên lai để trên vai vậy rồi, tôi không có chuyện cái đó. Đấy, tôi nói vậy rồi. Chưa còn riêng bản thân tôi, như mình nói là tôi phấn đấu và cương quyết khi nào đến cuối cùng cuộc đời tôi, nếu tôi còn vẫn còn sống, tôi còn vẫn giữ. Theo sư thì trải qua nhiều năm, Thạch Siphon dẫn đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh Bạc Liêu. Vì nét nghệ thuật đặc sắc của anh Thạch Siphon không lai, cũng như là gìn giữ được cái nét đặc sắc múa ca theo phong tục của người Khmer trong tỉnh Bạc Liêu nói chung, thì một số tỉnh khác thì cũng như thế. Thì mong muốn sao anh Siphon còn sức khỏe để hướng dẫn, giảng dạy cho thế hệ trẻ sau này khắp mọi nơi, cho gìn giữ được cái nét nghệ thuật đặc sắc của người Khmer. Những bằng khen, giấy khen là chứng tích rõ nét cho những gì nghệ sĩ Thạch Siphon đã cống hiến cho nghệ thuật nói chung và nghệ thuật múa Khmer Nam Bộ nói riêng. Và đối với ông, đó không chỉ là sự công nhận đơn thuần, mà còn là lời nhắc nhở để ông tiếp tục giữ lửa nghề, tiếp tục dấn thân, gìn lòng hơn với nghệ thuật dân tộc mình, đến khi nào sức khỏe không còn cho phép nữa.